Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, đêm nay và ngày mai khu vực tỉnh Long An sẽ chịu ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông suy yếu, rãnh áp thấp có trục 24 cho đến 27 độ chỉ bắc bị nén và đầy dần. Phía nam, rãnh áp thấp xích đạo có trục 4 đến 6 độ chỉ bắc di chuyển dần lên phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục dắt qua trung trung bộ, lấn tây hoạt động mạnh. Nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, theo dự báo, đêm nay sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai sẽ có mưa rải rác, có nơi có mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc sét, mưa đá. Nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho đến 27 độ. Độ ẩm trung bình từ 70 đến 80%, gió nhẹ. Về tình hình thủy văn, mực nước xuống theo triều. Dự báo cho ngày mai 16 tháng 5, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Tân An là từ 0,93m, tại trạm Bến Lức là 1,12m, tại trạm Mộc Hóa là 0,56m. Trong ngày sẽ có hai lần xuất hiện với khoảng thời gian từ 12 giờ cho đến 14 giờ và từ 20 giờ cho đến 22 giờ. Riêng tại Mộc Hóa, đỉnh triều sẽ xuất hiện vào lúc 1 giờ cho đến 3 giờ. Về tình hình độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Long An. Theo dự báo, độ mặn ở các sông duy trì ở mức cao. Dự báo vào ngày mai 16 tháng 5, độ mặn đo được ở các trạm chính như sau. Tại trạm Cầu Nổi trên sông Dầm Cỏ cách cửa sông 20 km, độ mặn đo được là 18,3 gram trên lít. Tại trạm Bến Lức trên sông Dầm Cỏ Đông cách cửa sông 67 km, độ mặn đo được là 7,1 gram trên lít. Còn tại trạm Tân An trên sông Dầm Cỏ Tây, cách cửa sông 80 km, độ mặn đo được là 8,9 gram trên lít. Dự báo ranh giới độ mặn 4 gram trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng 120 km ở sông Dầm Cỏ Tây, thuộc thị trấn Thạnh Quá, huyện Thạnh Quá, hơn 92 km ở sông Dầm Cỏ Đông, thuộc xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa. Dự báo ranh giới độ mặn 1 gram trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 140 km ở sông Dầm Cỏ Tây, thuộc xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, hơn 130 km ở sông Dầm Cỏ Đông thuộc thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ. Xin được chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, tại khu vực miền Đông Nam Bộ, theo dự báo mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc sét và mưa đá. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này là từ 24 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Còn đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, theo dự báo khu vực này, đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc sét, mưa đá. Ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này là từ 25 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.